vũ khí made in Việt Nam xuất ngoại, ra mắt giới thiệu hoành tráng, triển vọng tuyệt vời. Việc công nghệ quốc phòng Việt Nam chế tạo được nhiều sản phẩm mới, có loại đẳng cấp thế giới khiến nhiều người ngỡ ngàng một thì màn ra mắt hoành tráng ở nước ngoài của vũ khí made in Việt Nam gây bất ngờ mười. Tự hào vũ khí made in Việt Nam Mười năm qua, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng đánh dấu những bước chân thần tốc và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ít ai ngờ được trong thời gian này, công nghiệp quốc phòng nước ta từ chỗ chỉ sửa chữa nhỏ được các loại vũ khí nhất định sản xuất được một số loại trang bị có hàm lượng công nghệ thấp, đã lớn nhanh như thổi, phát triển nhanh chóng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo bước phát triển vững chắc năng lực nghiên cứu thiết kế sản xuất sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng việt nam đột phá mạnh làm chủ công nghệ sửa chữa cải tiến sản xuất nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới công nghệ cao hiện đại góp phần đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hiện đại hóa quân đội có được điều đó là nhờ chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó, nghị quyết số 06, NQTW của Bộ Chính trị khóa 11 xác định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cụ thể hóa chiến lược phát triển đầu tư cho công nghiệp quốc phòng được chú trọng nhất là những ngành mũi nhọn đặc thù nhiều dự án sản phẩm trọng điểm đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả các sản phẩm ra đời sau quá trình dài công nghiên cứu nghiệm thu hết sức khắt khe đã được trang bị cho các đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu không những vậy bên cạnh việc sản xuất vũ khí trang bị phục vụ nhu cầu trong nước công nghiệp quốc phòng việt nam còn định hướng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm made in việt nam ra nước ngoài nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các dây chuyền sản xuất duy trì tay nghề cho đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật đồng thời tạo nguồn lực tài chính để tái đầu tư cho phát triển chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những loại vũ khí trang bị made in việt nam đã và đang được những bàn tay và khối óc tài hoa chế tạo trong đó, nhiều loại được bộ đội ta đánh giá cao về tính năng kỹ chiến thuật, độ tin cậy do được chế tạo bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện của các đơn vị toàn quân, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, phù hợp điều kiện đất nước, đặc điểm con người và cách đánh của quân đội ta. Ra mắt hoành tráng, triển vọng tuyệt vời trong bài phỏng vấn trên VN Express nhân dịp Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng 2019, Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết một số sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo đã xuất khẩu như súng trường, vật tư, vật liệu quốc phòng, thuốc nổ. Ông cũng tiết lộ thêm rằng có những vũ khí công nghệ cao chúng ta tự nghiên cứu, sản xuất đạt kết quả nhất định dù chưa bày lên mâm để trình diễn hay giới thiệu, nhưng cũng tự tin khi cần có cái để dùng như vậy có thể khẳng định rằng bên cạnh chủ trương xuyên suốt là ngoài việc đảm bảo vũ khí trang bị cho yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta thì xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và an ninh đã coi là trọng tâm và được tính đến từ lâu trên thực tế chúng ta đạt được những kết quả bước đầu hết sức ấn tượng để có những bước đột phá lớn hơn, tham gia sâu trên thị trường vũ khí quốc tế thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải quảng bá. Vũ khí có tốt đến mấy nhưng công tác giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán hàng không tương xứng thì những hợp đồng xuất khẩu sẽ không tự nhiên mà có. Và cú hích lớn đầu tiên đã được công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện một cách hoành tráng khi đưa những sản phẩm tinh hoa, vũ khí made in Việt Nam tới giới thiệu tại triển lãm Indo Defense 2018 lần đầu xuất ngoại của vũ khí việt nam với sự tham gia của các loại súng bộ binh uav radar máy thông tin liên lạc tàu quân sự cùng nhiều loại khí tài đạn dược nổi bật đã khiến giới quan sát quốc tế có cái nhìn khác tích cực hơn rất nhiều về năng lực chế tạo và sản xuất vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng nước ta chắc chắn trong thời gian tới công nghiệp quốc phòng việt nam sẽ còn tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá vũ khí trang bị made in việt nam tại các hội trợ triển lãm quốc tế quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển lớn tiếp theo đó là xuất khẩu vũ khí Triển vọng lớn đang mở ra trước mắt nếu chúng ta tận dụng được các lợi thế là sản phẩm chế tạo từ kinh nghiệm thực tế chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, điều mà không nước nào có được, cộng với chất lượng tốt, giá thành hợp lý, chẳng có lý do gì để nghi ngờ về khả năng chiếm lĩnh thị trường thế giới của vũ khí made in Việt Nam. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.